Em Duyên, chủ vườn hoa Tam Đảo. Số điện thoại liên hệ là 0346 837 277. Xin được gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới toàn thể các bác. Chúc các bác có một tháng mới hoan hỷ và nhiều niềm vui, hạnh phúc. Và ngày hôm nay thì em gái xin phép lên một cái video để chia sẻ tới mọi người những cái cây hoa trà mi tại vườn trà cổ Tam Đảo. Rất là mong các bác sẽ hoan hỷ và sẽ đón nhận. Và ngày hôm nay cũng là một ngày rất là đặc biệt, đó là ngày sinh nhật của em Duyên. Thế nên là em xin phép là chia sẻ những cái đơn hàng này với cái giá rất là yêu thương luôn. Và những cái mã hàng mà em gái chia sẻ đó là sẽ có 3 mã hàng. Mã hàng đầu tiên đó sẽ là những cái cây hồng phấn cung đình. Mã hàng số 2 đó là những cái cây thâm hồng bát diện, chân bẹ sẽ rất là đẹp luôn. Và mã hàng thứ 3 đó là trà mi tứ quý. Và trước khi đi vào chia sẻ thì em Duyên xin được nói sơ qua về đặc điểm của những cái giống trà mi này. Thì đầu tiên em xin được nói đến đó là cây hồng phấn cung đình. Thì như các bác cũng đã biết rằng là cây hồng phấn cung đình là một mặt hoa rất là đẹp, cho hoa vào chuẩn dịp Tết. Và cũng như là cái cây của nó ấy, thì form tán chân bẹ cũng rất là đẹp luôn. Đó, đây sẽ là những cái mặt hoa mà hứa hẹn là năm 2024 nó cực kỳ là có sức ảnh hưởng. Không phải là em Duyên nói như vậy để nó nâng cái tầm giá trị của cái cây lên, mà các bác phải hiểu rằng là cây hồng phấn cung đình là một cái cây mà có thể nói rằng là các bác chơi bông có thể đến là 20 ngày và cái mặt hoa của nó cực kỳ bền và cực kỳ đẹp luôn. Đó, thì không để các bác chờ lâu thì em gái xin phép là đi vào những cái đơn hàng đầu tiên. Đầu tiên thì em lên cho các bác một cái cây trà hồng phấn cung đình nhá. Đây các bác có thể thấy này, dăm lộc rất là khỏe luôn. Cái lô này thì form tán thiên về form tán lùn lực, cây có chân bẹ nha các bác nhá, và có một tử con. Đơn hàng đầu tiên này thì em chia sẻ tới cả nhà mình giá là 450.000, em gái bao phí vận chuyển. Cái này thì vanh gốc nó sẽ rơi vào khoảng tầm là 9 nha các bác nhá, bởi vì là các bác cũng đã biết rằng là một mình em tự quay tự quay ấy, nên là rất là khó để đo vanh. Tuy nhiên rằng là cái số đo của vanh ấy thì do là cái môi trường làm việc của em nó suốt ngày tiếp xúc với cây nhiều rồi, nên cái số đo nó sẽ không chênh lệch quá nhiều. Nó sẽ không phải là vanh 5 mà mình báo lên vanh 9 được. Và một cái điều rất đặc biệt đó là các bác có thể thấy này, cây này mầm lọc cực kỳ là khỏe luôn. Và khi nó bật lên ấy thì cái tán nó sẽ sung ra rất là nhiều. Đơn hàng đầu tiên một cây có tử con, giá là 450.000, em Duyên bao phí ship vận chuyển. Đơn hàng số 2 là một cây tán cũng rất là sum. Và các bác có thể thấy này, cái cây nó khỏe hay không nó quyết định là ở cái lá và cái bộ răm nha các bác nhé. Cái lá và cái bộ răm, các bác nhìn lá rất là xanh, mở lá đi rất là, đi ngọn rất là khỏe luôn. Đó, đây đơn hàng số 2, vanh gốc cũng khoảng tầm 9. Cây này thì tán rất là sum. Và đây các bác nhìn này, toàn bộ là hàng già nhé, cây phấn thân hàng già đẹp khỏe luôn. Đó, và tiếp theo đơn hàng số 3 cũng sẽ là một cây hồng phấn cung đình. Cây này cũng vậy này, các bác nhìn lá rất là sum, tán rất là tròn luôn nha các bác nhé. Tán rất là tròn và chờ cái đợt lọc này nó nảy lên thôi thì cây nó sẽ rất là to và tới đây thì sẽ làm nụ khá là đẹp. Đó, đây, đơn hàng này thì vanh gốc cũng khoảng tầm là 8 hoặc là 9 nha các bác nhé. Và đơn hàng số 3 này em cũng chia sẻ tới cả nhà mình, đó là 450.000, em gái bao phí vận chuyển. Đơn hàng số 4 là một cây cực kỳ là đẹp luôn nha các bác nhé. Một cốt chia ba tay và cái tán rất là tròn đẹp luôn. Form lùn lực nhá, form lùn lực, toàn bộ là form lùn lực luôn. Đây các bác có thể thấy này. Đấy, cây này thì vanh được khoảng tầm 10 và bẹ gốc khá là đẹp luôn các bác ạ. Đơn hàng số 5 là một cái cây rất là đặc biệt và rất là đẹp luôn. Đó, đơn này thì tử con này các bác nhìn này, tử nó rất là khỏe luôn. Nó thể hiện rằng là cái cây nó rất là già, cây rất là già và tử lên rất là đẹp luôn. Cây này thì có chân bẹ nhá, có chân bẹ nhưng em chưa khai thác một chút nào. Đây, cây thì tất cả các cây đều là những cái cây già khỏe, dăm lộc to, mập. Đó, em chưa khai thác hom, cũng chưa làm tán, làm bẹ. Đó, thì cây này cũng là 450.000. Và đơn hàng tiếp theo đó sẽ là những cái mã hàng mà thâm hồng bát diện. Thâm hồng bát diện ở đây thì em sẽ không quay cụ thể từng cây, em sẽ quay cho các bác xem là một cái chân bẹ. Đây các bác có thể thấy này, phải vít chân bẹ đẹp chưa này các bác. Đó, sẽ là những cái cây mà chân bẹ nó cực kỳ đẹp. Và ngày hôm nay thì em gái chia sẻ tới cả nhà mình giá là 400, em gái cũng miễn phí ship. 400.000 em gái miễn phí ship nhá. Cây thì toàn bộ là chân bẹ cực kỳ đẹp, cực kỳ phê luôn. Và đây, có cây thì còn một cái nụ và mùa này thì em đã bỏ hết nụ rồi. Đấy, mặt hoa đây này các bác. Đấy, thì em để nụ cho nó khỏe.
Tất cả những cái mã này thì em chia sẻ tới cả nhà mình, giá là 400, em gái đã bao gồm phí vận chuyển. Và ngày hôm nay có lẽ điều đặc biệt nhất sẽ là cái cây mà sẽ là cái mã hàng, đó là mã đỏ tứ quý. Tứ quý thì từ trước đến nay em Duyên đều chia sẻ với mọi người là như thế này. Cây trà mi tứ quý thì nó sẽ ra hoa kéo dài. Tuy nhiên rằng cái loại này khi mà em thuần và em nhận thấy rằng là đây nó mới thật sự là tứ quý. Và nó ra hoa 4 mùa quanh năm luôn. Đó. Và cái mặt hoa của nó thì các bác nhìn này, nó không phải là cánh đơn. Nó là một cái mặt hoa cánh kép nhá. Mặt hoa cánh kép nhưng mà cánh xếp rất là đẹp luôn. Và bông này thì nó, các bác có thể thấy rằng là nó không khác gì một cái bông thiển. Thiển của chúng ta, phiên bản của một cái bông trà mi thiển. Và nó cũng có thể được xem là gần giống với bông hoa hải đường. Tuy nhiên cái màu sắc ở bên ngoài nó cực kỳ là tươi. Và cái nhụy nó vàng ươm như thế này nha các bác nhé. Một cây như thế này thì em Duyên đã thuần hóa rồi. Và em chia sẻ tới cả nhà mình, giá là 350.000 em miễn ship. Và do là cái cây trà mi tứ quý ấy, nó là cái hàng ghép, nên là em sẽ chia sẻ với mọi người một vài điều như thế này. Đây, tại sao khi mà em thuần nhá, khi mà đây, cái cây này nó sẽ là cái minh chứng xem có phải là hàng thuần hay không. Nếu như để một cái cây như thế này thì em chắc chắn một điều rằng là sẽ rất nhiều bác chọn cái cây này, bởi vì nhìn nó rất là sum, lùn lực, đúng không ạ? Tuy nhiên rằng đây nó sẽ là cái minh chứng rõ nét nhất cho hai điều mà em Duyên đã nói ở trên. Điều thứ nhất là đây là cây hàng ghép. Điều thứ hai nữa là đây là một cây trà mi đã được thuần vườn. Vì tại sao ạ? Vì khi mà hàng chung về nhá, sẽ không có một cái cây nào người ta để nguyên cái gốc sở như thế này, đúng không ạ? Nhưng mà đây nó sẽ là cái cây, những cái cây mà vườn hoa Tam Đảo đã thuần hóa rồi. Thế nên là khi mà về Việt Nam ấy, thì những cái cành sở này này em Duyên để lại và sẽ phân tích cho mọi người. Ở đâu đó trên thị trường thì rất là nhiều bác đang tìm kiếm những cái cây trà mi tứ quý. Em ơi, có phải là nguyên bản hay không? Và em ơi, cây này là cây ghép hay nguyên bản? Thực ra đang có rất là nhiều bác đi tìm kiếm một cái cây trà mi tứ quý nguyên bản. Nhưng mà chính vì điều đó nó sẽ là một cái kẽ hở để nhà vườn đội giá lên là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là lừa vào, đánh vào tâm lý của các bác để nhà vườn làm gì ạ? Nhà vườn bán cho các bác nó được dễ dàng hơn. Khi mà câu hỏi em nhận được nhiều nhất khi mà các bác sưu tầm trà mi tứ quý đó là hai câu hỏi. Em ơi, tứ quý có phải ra hoa quanh năm không? Và em ơi, cây tứ quý này của em là cây nguyên bản hay là cây ghép? Thì nếu như với quan điểm của một nhà vườn ấy, thì tâm lý rồi mà, chắc chắn các bác để trả lời cho câu hỏi thứ nhất thì người ta sẽ nói rằng là vâng, tứ quý là ra hoa quanh năm anh ạ. Nhưng để công tâm nhất thì trà mi tứ quý nó sẽ có hai loại. Một loại là cánh kép, cánh rối. Loại đó sẽ ra hoa một năm là hai mùa. Đây sẽ là một cái minh chứng. Và em đã đánh một cái cây rất là to để gửi cho khách. Đây các bác nhá, nói đến đâu em sẽ có dẫn chứng đến đó để các bác cùng tìm hiểu. Đây các bác có thể thấy rằng là sau khi đợt Tết nó ra hoa xong thì nó không hề còn nụ nữa. Nó không hề còn nụ để mà các bác chơi nữa. Thì đây nó là cái hiện tượng mà mùa hoa đầu tiên. Đấy, cây này thì em đã đánh lên để gửi cho khách. Khách sẽ thích mặt nào thì mình chia sẻ mặt hoa đó thôi. Đó, và sau khi mà nó đã ra hoa rồi thì nó không đóng nụ trực tiếp luôn. Đó, mà nó sẽ phải chờ cho đến khoảng tầm tháng 5 nó mới bắt đầu đóng nụ để mà cho hoa đợt Tết. Và cái mùa hoa của nó sẽ kéo dài. Đây là cái loại tứ quý thứ nhất. Và còn đây, cái loại tứ quý em đang chia sẻ nó sẽ là cái loại tứ quý thứ hai. Và loại này ấy là gần như là ra hoa quanh năm. Và đây nó sẽ là cái minh chứng cho các bác này. Sau một đợt Tết em đã ngắt hết nụ đi rồi, mà cây đây này các bác này, nó lại bắt đầu lên nụ. Lại bắt đầu lên nụ, lên cả ở kẽ lá nha các bác nhá. Đây, còn riêng những dòng tứ quý kia ấy, thì nó chỉ lên nụ ở đầu ngọn thôi. Đó, thế nên là cái dòng đó nó sẽ chỉ ra hoa được, được bao nhiêu ạ? Được ít, à nhiều nhất là 2 lần trên 1 năm. Còn những cái loại này thì nó hoa nó cứ chi quanh năm, được chưa ạ? Và để trả lời cho câu hỏi thứ hai, đó là trả lời cho câu hỏi thứ nhất. Và câu hỏi thứ hai thì các bác ạ, cái câu hỏi thứ hai này nó rất là hay. Và em xin phép là chia sẻ với mọi người như thế này. Rất là nhiều bác đang tìm kiếm những cái cây trà mi tứ quý nguyên bản theo như suy nghĩ của mọi người, và theo như cái điều mà các bác hỏi nhà vườn là có nguyên bản hay không. Và rất nhiều nhà vườn là họ đều trả lời rằng vâng, cây nhà em là cây nguyên bản.
Nhưng không nhé các bác, đó tất cả chỉ là những cái chiêu trò, những cái hình thức để mà người ta đẩy mạnh kinh doanh, đẩy mạnh việc bán hàng. Còn nếu như một nhà vườn mà họ tư vấn cho các bác bằng cái tâm, người ta sẽ nói thẳng luôn là 100% cây tứ quý đều là cây ghép. Còn những cây nguyên bản là những cây mà về vườn và chúng ta cắt hom để ươm thì cây nó sẽ rất là nhỏ, nó sẽ không có form cây như thế này, tán nó cũng sẽ không đẹp như thế này. Và cái điều mà các bác quan ngại đó là cây tứ quý cánh kép mà là hàng ghép thì tuổi thọ của nó có bền hay không. Thì em xin thưa với mọi người rằng là cây sở và cây trà nó là hai cái dòng cây cùng một họ tương đồng. Thế nên là cái việc mà các bác quan ngại ấy, là nó có cùng một họ hay không, à nó có bền hay không ấy, thì cái tuổi thọ của cây sở nó còn bền hơn của cây trà cơ. Thế nên là các bác không cần phải lo là nó có tồn tại được lâu hay không nhá. Các bác chơi, các bác chăm thoải mái cho em. Đó. Và vì là nó là hai cây cùng một họ, thế nên là cái độ tương đồng tương thích của nó rất là phù hợp luôn. Đó, thế nên về Việt Nam cây trà mi tứ quý phát triển cực kỳ mạnh, đặc biệt là các bác ở miền Nam. Đó, đặc biệt là các bác ở miền Nam, dòng này nó chịu nắng. Cây nào? Cứ đóng đi, đóng những cây khác đi. Ở đó thì là các bác nhá. Khi mà các bác sưu tầm ấy thì các bác nên lưu ý, và video này thì do là cái giới hạn thời gian ấy nên là em cũng không chia sẻ sâu. Và có một điều mà em muốn chia sẻ tới mọi người là tất cả những cái cây tứ quý này nó khác với những nhà vườn khác, đó là những cái cây này em đã thuần rồi mà cái giá nó không bị biến động về tiền tệ. Em mua từ rất lâu rồi nên là bây giờ biên đang bị cắt tắc, nên là nhà em vẫn còn rất là nhiều tứ quý để chia sẻ. Đó, thế nên là các bác sưu tầm hoàn toàn yên tâm. Thứ nhất là cây đã thuần, và thứ hai nữa là em bảo hành cho các bác. Và xin chúc các bác có một tháng mới hoan hỉ. Các bác sưu tầm thì có thể liên hệ cho em số điện thoại 0346837277. Em chỉ sử dụng duy nhất một số điện thoại này. Cảm ơn mọi người và chúc mọi người sưu tầm được mặt hoa chuẩn, cây đẹp ạ.